Đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào quý khách. Hiện tại là 9 giờ sáng ngày 15 tháng 5 năm 2019. 15 tháng 5, rồi. Video tôi đang quay trực tiếp tại cơ sở sản xuất của đồ gỗ Tùng Tám chúng tôi tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ ghế trường kỷ gỗ lim. Bộ này thì là thuộc mẫu nhỏ. Và tôi xin giới thiệu thông số chi tiết của bộ này như sau. Kích tíu này là có kích thước 1m15, rộng 53 và cao 78. Đó, còn về ghế thì là có dài 1m9, rộng 53 và cao 48. Đây là kích thước. Đấy, tôi quay chi tiết hơn về phần gần gỗ cũng như là đục chạm. Về mộng mạng của chúng tôi thì làm hàng vô cùng là sắc nét. Đây thì thấy những phần đấu mộng rất là nét nhé. Chỗ này là ánh sáng tự lớn. Quách là đục tứ quý tùng trúc cúc mai, hoa nở bốn mùa. Ở giữa có sen cỏ đấy. Sen cỏ nhé. Đây là hàng này, chúng tôi là vẫn còn nguyên mộc, chưa đánh giáp cạo nạo gì nên là nhìn nó sẽ có màu bụi gỗ nên nó hơi khó nhìn. Khi đánh giáp nhẵn thì nó sẽ dễ nhìn hơn, bởi vì đây là còn rất là nhiều bụi cắm cưa mà chúng tôi vừa làm xong. Đây phần mặt này là một lá này, phần gỗ rất là đẹp, mặt bàn và mặt ghế đều một lá hết. Và hàng thì để nguyên mộc cho quý vị và các bạn có thể đến trực tiếp cơ sở chúng tôi xem hàng mộc chi tiết. Nếu quý vị ưng ý thì chúng tôi sẽ hoàn thiện. Đây là địa chỉ cơ sở chúng tôi tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ, và có số điện thoại là 0987 510 86. Ngoài ra thì tại cơ sở chúng tôi là còn rất nhiều những bộ trường kỷ khác, như là phía bên đây là bộ trường đại gỗ lim này, đây là bộ ghế gỗ này, ngoài kia còn một bộ nữa là đây chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện cho khách hàng ở bên Thanh Ba, Phú Thọ. Nó rất là nhiều bộ ghế, thì quý vị có nhu cầu thì có thể liên hệ với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý vị một bộ phần ghế mà phù hợp với không gian phòng khách cũng như phù hợp với túi tiền của quý vị. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip khác nhé.